Kem Á Luân thừa nhận bản thân từng lếu lều với trai 17, cúi đầu xin lỗi tại họp báo nhưng không được đối phương chấp nhận. Chào mừng bạn đến với tin tức, nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó, khiến giới giải trí hoa ngữ náo loạn trong vài ngày gần đây là vụ việc của nam ca sĩ Viêm Á Luân, thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải. Được biết trước đó, trên mạng xã hội đã có người bóc trần sự thật về Viêm Á Luân, cho rằng anh từng lếu lều với một nam thanh niên. Thời điểm Viêm Á Luân có hành vi không chính đáng thì nam thanh niên đó mới 17 tuổi. Sau khi được đăng tải lên Weibo, vụ việc nhanh chóng làm cư dân mạng xứ Trung chú ý. Cái tên Viêm Á Luân cũng leo vù vù lên top một hot search với lùm xùm không hay. Trước tình hình này, cựu thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải không thể tiếp tục im lặng, buộc phải lên tiếng trên Weibo cá nhân. Anh đã viết bức tâm thư rất dài, thừa nhận hành vi không đúng mực của mình. Theo bài đăng của Viêm Á Luân cho biết, năm đó anh cùng nam thanh niên kia có qua lại với nhau. Nam ca sĩ đã bí mật ghi lại video mà không cho đối phương biết. Điều không ngờ nhất là video bất ngờ bị phát tán. Viêm Á Luân cho biết không phải anh tự đăng tải, mà có thể là do lúc sửa điện thoại nên bị lộ ra. Cựu thành viên nhóm Phi Luân Hải bày tỏ rằng bản thân cũng là nạn nhân trong vụ việc. Video lan truyền đã khiến anh vô cùng đau khổ. Ngoài lùm xùm về mối quan hệ với nam thanh niên, Viêm Á Luân còn bị tố là một chân đạp nhiều thuyền. Trong bài đăng, Viêm Á Luân cũng đã giải thích cho biết do bản thân đã xử lý không thỏa đáng việc chia tay trong các mối quan hệ tình cảm, gây ra hiểu lầm không đáng có. Mặc dù Viêm Á Luân đã lên tiếng giải thích nhưng vụ việc vẫn ảnh hưởng rất lớn tới nam thanh niên từng có quan hệ yêu đương với anh. Đặc biệt trong vụ phát tán video, nó đã ảnh hưởng cuộc sống của nam thanh niên rất nặng nề. Chia sẻ trên trang cá nhân, nam thanh niên cho biết Viêm Á Luân không chỉ một chân đạp hai thuyền mà còn do anh không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ thuê người đến ra tay với anh. Theo nam thanh niên, tất cả bằng chứng về những hành vi không tốt của Viêm Á Luân đều đang được nắm giữ, sẽ sớm công khai tất cả để tố cáo nam ca sĩ. Đến ngày 21 tháng 6, nam thanh niên trong vụ việc đã tổ chức họp báo tại Đài Bắc, dự tính sẽ công khai tất cả bằng chứng. Đúng lúc này thì Viêm Á Luân tới gặp nam thanh niên, đồng thời cúi đầu xin lỗi bạn trai cũ tận 2 lần. Tại buổi họp báo, nam tài tử thành khẩn nói: "Một lần nữa anh xin lỗi em, khiến em phải chịu đựng những điều mà em không đáng phải chịu. Đây là buổi họp báo của em, có lẽ em còn nhiều điều muốn nói, anh sẽ để em từ từ nói hết. Về sau, nếu có vấn đề gì hoặc cần tới, cứ nói với anh." Sau khi nói những điều cần nói, Viêm Á Luân rời khỏi buổi họp báo và không quan tâm đến cảm xúc của bạn trai cũ. Trong khi đó, người bạn trai đã không thể giữ được bình tĩnh, buộc phải tạm dừng buổi họp báo. Nhiều bình luận cho rằng Viêm Á Luân tới buổi họp báo này giống như là để dọa chứ không phải xin lỗi. Thực tế trong khoảng thời gian còn yêu đương, Viêm Á Luân đã từng rất chăm chút cho nam thanh niên. Cả hai trân trọng lẫn nhau, nam thanh niên khi đó học ở Đài Bắc và Viêm Á Luân là người trả tiền thuê nhà cho cậu. Vì thường xuyên đi công tác nước ngoài nên Viêm Á Luân cũng không tiếc chi trả tiền vé máy bay để cậu đến thăm anh. Sau này vì thường xuyên xảy ra tranh cãi, lại thêm lối sống không hợp nên hai người chia tay. Trong bài đăng gần nhất, Viêm Á Luân thừa nhận bản thân đã thiếu bình tĩnh, gây tổn thương cho bạn trai cũ. Anh cho biết, chính bạn trai cũ là người giúp Viêm Á Luân có thể đối diện với sai lầm xưa một lần nữa. Nam tài tử cho rằng sự việc này là kết quả của việc anh không xử lý tốt chuyện cá nhân, làm ảnh hưởng tới mọi người. Viêm Á Luân gửi lời xin lỗi tới công chúng, đồng thời muốn xin lỗi trước mặt bạn trai cũ một lần nữa, cùng cậu chữa lành vết thương. Dù đến tận buổi họp báo để xin lỗi, nhưng công chúng vẫn không cho rằng Viêm Á Luân đang thực sự thừa nhận sai lầm. Có vẻ như để vụ việc này chìm xuống thì Viêm Á Luân phải thành tâm hơn nữa, chứ chỉ vài bài đăng trên mạng xã hội và xin lỗi suông như thế thì chẳng tác dụng gì.